trước mắt quý vị là hai chiếc loa kéo cao cấp bậc nhất của thương hiệu Prosync. Chiếc loa bên phải là Prosync VK15COT giá 12 triệu đồng. Còn chiếc loa bên trái là Prosync VK215B, một chiếc loa bắt đôi 4 tấc với giá 10 triệu đồng. Hai chiếc loa này có gì giống và khác nhau? Nên mua cái nào phù hợp cho nhu cầu karaoke tại gia đình hoặc tổ chức những sự kiện ở ngoài trời? Xin mời quý vị hãy cùng mình đi khám phá, tìm hiểu chi tiết hai cái loa này để chúng ta có một sự lựa chọn chính xác cho mỗi người. Quý vị đang nghe âm thanh phát ra từ chiếc loa bên phải, chiếc loa Prosync VK15COT, một sản phẩm mới được ra mắt của thương hiệu đến từ Việt Nam. Có người con gái đông về đàn áo ấm xa xa. Một chiếc loa có thiết kế độc dị với hai thành phần tách biệt nhau hoàn toàn. Một cái loa súp bên dưới đảm nhiệm giải trầm, mạch công suất cùng bình ắc quy. Và bên trên của nó là một cái loa trung chép, trong đó có là một loa trung và một loa chép. Với việc cấu tạo tách biệt, nó cho ra một chất âm rất sắc nét trên từng giải tần, âm thanh không bị lấn lướt lẫn nhau. Cụ thể quý vị nghe thấy cái giải trầm của nó gần như xuống tới đáy, tách biệt hoàn toàn ra khỏi trung âm và những âm thanh tần số cao. Ưu điểm của việc này, ngay cả khi chúng ta chơi nhạc với 100% công suất thì âm thanh của nó không bị ù, không bị vỡ tiếng. Và chiếc loa nó thể hiện rất tốt ở mức âm lượng tối đa. Hai bộ phận này nó được nối với nhau bởi một thanh bằng kim loại. Nó vừa là tạo một cái cảm giác chiếc loa có một cái dáng đứng rất đẹp, nó vừa tách biệt âm thanh giữa hai cái thành phần này, giúp chúng không bị cộng hưởng lẫn nhau. Và một dây dẫn âm thanh được nối từ cái loa súp bên dưới lên cái loa trung loa chép bên trên. Và đương nhiên, để chúng ta dễ dàng di chuyển đóng gói chiếc loa này, chúng ta có thể tách từ bộ phận ra. Và khi cái hộp nguyên của nó thì nó tách ra từ hai bộ phận chính, đó là một cái thùng vuông chứa cái loa súp bên dưới và một cái thùng nhỏ chứa loa trung chép bên trên. Chúng ta có thể tháo rời bằng việc chúng ta gỡ những cái chấu này ra. Đây, chẳng hạn như mình rút ra. Đó, khi rút cái này ra thì âm thanh chỉ còn lại giải trầm bởi cái loa súp bên dưới. Và khi chúng ta cắm vào thì nó sẽ có cái âm thanh của loa chép. Chờ mùa xuân thêm tươi, lá rơi mấy mùa là mây đông. Một thiết kế rất là độc dị, chúng ta hiếm thấy trên những cái dòng loa kéo di động hiện nay. Ngoài ra thì chiếc loa vẫn thừa hưởng những gì tinh túy nhất của thương hiệu Prosync trên các dòng loa kéo cao cấp trước đây, chẳng hạn như chiếc Prosync VK15 Super hoặc chiếc Prosync VK215B. Quý vị sẽ có một âm trầm rất mạnh mẽ nhưng không ồ. Chất bass của nó tơi xốp, êm dịu, trung âm ngọt ngào và âm thanh tần số cao rất chi tiết leng keng, được đảm nhiệm bởi một loa chét ở trên cùng. Người về vui hạnh phúc tương lai, áo đang xong rồi, nhớ cho em gửi muôn vạn niềm. Quý vị có thể cảm nhận khi góc quay của camera thay đổi, âm thanh cũng thay đổi theo. Cụ thể ở bên dưới, cái loa trầm nó đảm nhiệm những âm thanh tần số thấp, những tiếng trầm ở mức xuống tới đáy. Ngược lại, khi chúng ta ở khoảng giữa, âm trầm và trung âm, âm cao nó hòa quyện với nhau, tái hiện lên một trung âm đầy đặn ngọt ngào. Ngược lại, khi micro hướng lên cao, quý vị có thể cảm nhận được âm thanh của nó hầu hết là những tiếng chét rất trong sáng, rất leng keng. Tất nhiên, chúng ta không thể cảm nhận âm thanh dựa vào chỉ một giải tần. Để có được một âm thanh xuất sắc là sự kết hợp hài hòa giữa ba giải trầm, trung, cao. Do vậy, một chiếc loa hoàn hảo là một chiếc loa tái hiện đầy đủ ba giải này với mật độ, cường độ cân bằng nhau để tạo thành một chất âm trung tính, dễ nghe. Có những chiếc loa âm trầm của nó quá mạnh, lấn lướt đi cái giải còn lại, gây đến hiện tượng ù rền mà chúng ta rất khó chịu khi nhạc trong thời gian dài. Ngược lại, một chiếc loa thiếu đi giải trầm, âm nhạc chúng ta nghe nó sẽ thiếu đi sự ngọt ngào, sự ấm áp. Nó sẽ sinh ra sự chói gắt do dư thừa giải chép. Để em trong bao ngày xa cách,
Có lẽ đây là một tuyệt phẩm nếu như quý vị dùng nó để trưng bày trong những phòng khách, nhất là khi ngày Tết Nguyên Đán sắp tới rồi. Một chiếc loa vừa để nghe nhạc, hát karaoke rất hay, vừa là một vật trang trí trong căn phòng của chúng ta, không còn gì tuyệt vời hơn. Và một trong những thứ giá trị trên chiếc loa kéo này đó là cặp mic không dây bằng kim loại, được thiết kế với họa tiết kim cương rất đẹp mắt quý vị nhé. Mic rất cao cấp cho con giác cầm nắm đầm tay chắc chắn. Và sau đây mình test âm thanh của mic để quý vị trải nghiệm. Quý vị đang nghe tiếng mic của chiếc loa kéo Prosync VK15COT. Vẫn đặc tính âm trầm với tiếng nói, tiếng hát nó trở nên trầm ấm và ngọt ngào. Tất nhiên với việc nâng cấp bo mic trên những dòng loa kéo cao cấp của Prosync, nó cho tiếng mic sáng hơn ngày xưa rất nhiều. Cho nên khi quý vị hát karaoke, quý vị sẽ cảm thấy tiếng mic nó nhẹ nhàng hơn, nó bay bổng hơn, nó thanh khiết hơn. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và khả năng chống ngũ chống giết của chiếc loa này cũng rất tuyệt vời. Khi mình mở âm lượng khá lớn đứng cạnh mic để nói nhưng không có hiện tượng ngũ giết xảy ra. Tất nhiên nếu như chúng ta chĩa thẳng, dí thẳng cái mic vào phía loa thì 100% tất cả các loa karaoke đều bị ngũ giết. Nhưng với khoảng cách 1 mét chúng ta đứng cạnh loa chúng ta hát thì hoàn toàn là chấp nhận, rất là ok. Phía sau của loa quý vị được trang bị một bảng điều khiển cũng tương tự như cái dòng loa kéo của Prosync khác. Một màn hình LED hiển thị trạng thái hoạt động của loa, khe cắm USB và thẻ nhớ để chúng ta phát nhạc từ các bộ chớ lưu trữ bên ngoài. Công tắc nguồn hai chế độ, chế độ AC là dùng nguồn trực tiếp và DC là dùng bình. Cổng nguồn 220, cổng nguồn 12V. Các đèn báo trạng thái hoạt động của nguồn. Hai cổng cắm mic dây và hai cổng cắm nhạc cụ, ngõ vào và ngõ ra âm thanh. Còn đây là các nút điều chỉnh nhạc và mic, tương tự như dòng loa kéo bình thường. Chúng ta đến với chiếc loa bên cạnh, chiếc Prosync VK215B, một mẫu loa 4 tấc đôi với mức giá 10 triệu đồng. Với loa bass đôi 4 tấc, nó tạo nên một giải trầm rất mạnh mẽ, rất uy lực. Phối hợp với hai loa chất ken, nó tái tạo nên một âm thanh cân bằng chi tiết với độ sắc nét, độ tinh xảo của âm thanh tần số cao, những tiếng chất trong sáng leng keng đến bất ngờ. Những chiếc loa kéo đến từ Prosync, nó luôn khiến chúng ta hài lòng về chất lượng âm thanh. Để có được điều đó, nhờ vào chất lượng linh kiện, chất lượng củ loa, chất lượng bo mạch, tất cả mọi thứ, ngay cả cái thùng loa, thùng gỗ, để cộng hưởng nên một âm thanh hoàn hảo. Và quan trọng hơn là sự tương thích, trình độ phối ghép, tương thích các linh kiện với nhau, nó mới tạo ra được một thứ âm thanh tinh khiết, chất lượng như thế này. Đêm xuân thiên em khấn, em ấm đến cho mọi nhà, ước mong giấc mộng uyên ương, có đôi cánh đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như quý vị đã theo dõi kênh YouTube của Loa Cỏ Xanh trong một thời gian dài, quý vị nhận thấy Loa Cỏ Xanh thường chỉ phân phối những sản phẩm có mức giá khá cao so với thị trường. Chẳng hạn những chiếc loa 4 tấc trên thị trường, hầu như người ta bán giá nó vào khoảng 4 đến 5 triệu đồng. Tuy nhiên các dòng loa kéo 4 tấc cao cấp tại Loa Cỏ Xanh giá thường là khoảng 6 đến 8 triệu đồng. Những chiếc loa 4 tấc đôi như thế này quý vị có thể mua bên ngoài những cái thương hiệu khác với mức giá có thể chỉ còn 6 đến 8 triệu thôi. Tuy nhiên một chiếc loa 4 tấc đôi có chất lượng âm thanh tốt, mức giá nó phải trên dưới 10 triệu đồng. Quý vị hãy nhớ nhé, một mức giá quá rẻ cho một chiếc loa 4 tấc đôi thì chắc chắn chất lượng của nó sẽ không đảm bảo được. Và việc bán các sản phẩm chất lượng là kim chỉ nam, là chủ trương đường lối của Loa Cỏ Xanh. Bên mình phục vụ những quý vị muốn có những sản phẩm chất lượng. Quý vị bỏ tiền ra có thể nhiều hơn một chút, nhưng quý vị nhận lại được sự hài lòng. Quý vị cảm thấy ưng ý, không cảm thấy thất vọng, không cảm thấy hụt thẫn sau khi mà quý vị mua một chiếc loa về nhưng cái loa đó nó không thỏa mãn được nhu cầu sử dụng, nó không thỏa lòng được quý vị, tức là nó không được như quý vị kỳ vọng, thì cho dù chiếc loa đó có rẻ bằng một nửa đi chăng nữa, quý vị vẫn thấy ấm ức, không hài lòng. Chưa kể đến là những chiếc loa chất lượng kém, giá thành rẻ, cái tỷ lệ lỗi, tỷ lệ bảo hành, tỷ lệ hư hỏng nó cao, và cái việc quý vị mua sản phẩm xong quý vị phải đợi bảo hành
hoặc là sản phẩm đó nó bị lỗi mà nhà sản xuất người ta lại không uy tín, người ta không bảo hành cho quý vị, thì đó mới là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Tay, ôm nắng xuân trong lòng, môi hồng âu yếm nụ hôn, đón xuân ước nguyện đêm nay đời ta có. Và chiếc loa ProSync VK215B này nó cũng được trang bị một cặp mic không dây bằng kim loại, tương tự như trên chiếc ProSync VK15 Super, mic kim loại màu đen, nó cho cảm giác cầm nắm chắc chắn, sang trọng. Đồng thời, khả năng hút giọng số âm thanh của mic cũng rất tuyệt vời. Quý vị đang nghe tiếng mic của chiếc loa kéo ProSync VK215B. Ngày xưa thì những chiếc loa của ProSync vốn dĩ nó bị tiếng là mic của nó khá là kém sáng. Nhưng gần đây, cách đây khoảng 1 tháng trở lại, với việc nâng cấp bó mic thì mic trên ProSync, đặc biệt là chiếc ProSync VK15 Super, VK215B và chiếc VK15 COT, ba bộ loa này nó đã trang bị mic sáng, hát karaoke rất tuyệt vời, rất nhẹ nhàng. Nhìn chung, mỗi một hãng loa kéo, một thương hiệu loa kéo nó sẽ có những điểm nhấn riêng, đều có ưu và có nhược. Nhưng nếu như quý vị là một người coi trọng chất lượng âm thanh, quý vị muốn một chiếc loa để nghe nhạc thẩm âm, hát karaoke trong thời gian dài không mỏi mệt, quý vị phiêu theo từng nốt nhạc, quý vị hãy lựa chọn những chiếc loa đến từ ProSync. Còn ngược lại, quý vị muốn một chiếc loa đơn giản là to, công suất lớn, quý vị muốn tra tấn lỗ tai hàng xóm, hay đơn giản mua một chiếc loa về để mở cho mọi người biết mình có loa, thì quý vị có thể lựa chọn những thương hiệu loa kéo với mức giá rẻ hơn.